Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Oh my god, rỡ tin Thảo Nhi Lê ở nhà, Á hậu Thủy Tiên mới là người thay thế thi Miss Universe 2023. Chủ tịch Miss Universe vừa ra tuyên bố đầy bất lợi cho xuất thi của Thảo Nhi Lê trong năm 2023. Mới đây, nữ tỷ phú Thái Lan, bà Anne, đảm nhận vai trò chủ tịch Miss Universe, đã có buổi chia sẻ với truyền thông trước khi sang Mỹ để chứng kiến hành trình Miss Universe 2022 được diễn ra vào đầu tháng 1. Theo Thái Sass, chủ tịch mới đã tiết lộ độ tuổi được phép dự thi đấu trường này dao động từ 18 đến 27 tuổi. Tuy nhiên, thông tin này lại khiến cho người hâm mộ lo lắng Thảo Nhi Lê, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam sẽ có khả năng mất suất dự thi tại Miss Universe 2023 vì khi mùa giải này diễn ra, người đẹp đã 29 tuổi và người có khả năng thay thế chính là Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên, 25 tuổi. Do vậy, đã có những ý kiến phản bác rằng tổ chức Miss Universe chỉ tính theo số tuổi đăng quang trong nước của đại diện đó. Cụ thể, Thảo Nhi Lê đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam vào tháng 6 2022 vẫn đang ở trong độ tuổi 27 vì cô sinh tháng 11. Theo cách tính này, Á hậu Việt Kiều sẽ bảo toàn thành công suất tham gia Miss Universe 2023 như khán giả đã kỳ vọng. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn đưa ra ví dụ về Ngọc Châu đang dự thi Miss Universe 2022 ở tuổi 28 nhưng vẫn được chấp nhận. Top 3 Miss Universe Việt Nam 2022 là một kết quả vô cùng thuyết phục từ phía ban tổ chức. Vì cả Ngọc Châu, Thảo Nhi, Thủy Tiên đều sở hữu tài sắc vẹn toàn, cùng với đầy đủ yếu tố như khách quốc, ứng xử, trình độ tiếng Anh để được xuất khẩu. Nếu không may, Thảo Nhi Lê không có cơ hội chinh phục sân chơi quốc tế, thì Thủy Tiên vẫn là cái tên xứng đáng để làm rạng danh màu cờ sắc áo tại Hoa hậu Hoàng vũ 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.